Xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đến với điểm tin 24 giờ của Tamda Media được phát sóng vào lúc 20 giờ hàng ngày. Thưa quý vị, bệnh viêm gan A, một căn bệnh nguy hiểm đang lây lan ở Cộng hòa Séc. Thông tin chi tiết hơn sẽ có trong điểm tin ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Một căn bệnh nguy hiểm đang lây lan ở Cộng hòa Séc. Trong 6 tháng qua, Viện Y tế Nhà nước Séc ghi nhận tổng cộng 115 trường hợp mới mắc bệnh viêm gan A. Anh, Pháp hợp tác ngăn chặn nạn di cư trái phép. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo bình dị, sống một cuộc đời vì nước, vì dân. Liên minh châu Âu không có nhiên liệu hóa thạch, do đó họ hướng tới nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng hạt nhân hoặc mở rộng hạn ngạch phát thải. Thỏa thuận xanh đã trở thành chủ đề được tranh luận sôi nổi trong xã hội và chia rẽ các chính trị gia. Một số người lo ngại rằng thỏa thuận xanh sẽ dẫn đến một làn sóng tăng giá. Theo thỏa thuận xanh, các quốc gia EU sẽ không sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2050 hoặc giảm đốt than sau năm 2030. Đây chỉ là một số điểm của Séc và EU đang hướng tới đạt được. Theo ước tính, việc đạt được các mục tiêu sẽ tốn hàng nghìn tỷ kron. Một số nghị sĩ cho rằng đề xuất này có thể dẫn đến một làn sóng tăng giá, chẳng hạn như giá nhiên liệu sẽ trở nên đắt hơn ít nhất 10 kron hoặc có thể lên tới 15 kron. Điều này sẽ tác động lớn đến giá của các mặt hàng hóa được vận chuyển, đồng thời nó cũng được tác động đến nhà ở vì sẽ xây dựng nhà ở không phát thải. Séc sẽ thực hiện thỏa thuận xanh như thế nào sẽ được chính phủ quyết định trong những tuần tới. Vùng Vysochina đang chuẩn bị cho các khoản đầu tư vào việc xây dựng các căn hộ và những con đường mới trị giá hàng tỷ korun liên quan đến việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới ở Dukovany. Từ những năm 80 của thế kỷ trước, ba tòa chung cư đã được xây dựng ở Dukovany khi xây dựng những nhà máy điện hạt nhân đầu tiên. Hiện tại, sau 45 năm, chính quyền thành phố đang quy hoạch một khu vực khác, bao gồm nhà ở và trường mẫu giáo dành cho những người công nhân và gia đình của họ. Ở Trebich sẽ có 300 căn hộ và 50 ngôi nhà mặt đất dành cho những người công nhân khi xây dựng nhà máy mới. Thành phố đã chọn một nhà phát triển để xây dựng chúng. Dự kiến số lượng cư dân mới ở Trebich sẽ tăng thêm vài nghìn người. Hầu hết ô tô vận chuyển các bộ phận quá khổ, chẳng hạn như tua bin, đến Dukovan sẽ đi qua Vysochina. Xe tải hạng nặng cũng sẽ đi qua trung tâm Havlichkov Brod. Ở đó, cây cầu bắc qua sông Sazava sẽ bị phá bỏ và xây dựng lại trong vòng 2 năm tới. Những con đường mới và đường tránh của các đô thị thành phố cũng sẽ được xây dựng lại. Công việc xây dựng đường tránh Gihalava cũng đang được tiến hành. Việc xây dựng hai nhà máy hạt nhân sẽ bắt đầu vào năm 2029. Vào mùa hè, rất nhiều người có kế hoạch đi du lịch nước ngoài, nhưng họ chỉ chuẩn bị giấy tờ thông hành và phút chót. Điều này đã khiến các ủy ban đông kín người. Mặc dù năm nay, người dân đã có thể sử dụng căn cước công dân điện tử, nhưng hình thức này lại không áp dụng ở nước ngoài. Nhiều người gần đến ngày đi nghỉ mới phát hiện ra hộ chiếu hay căn cước công dân sắp hết hạn. Do đó, các ủy ban thường chật kín người đợi, đồng thời cũng có sự gia tăng mối quan tâm đến các loại giấy tờ của trẻ em. Thông thường, thời gian tiêu chuẩn để lấy hộ chiếu là 30 ngày, với khoản phí 600 kron. Nếu người dân muốn lấy hộ chiếu trong thời gian 5 ngày thì khoản phí lên tới 3.000 kron, đối với trẻ em là 1.000 kron. Còn trong trường hợp người dân muốn lấy hộ chiếu nhanh, tức là trong vòng 24 giờ, thì khoản phí lên tới 6.000 kron và trẻ em là 2.000 kron. Khi đi du lịch đến một số điểm đến, người dân cũng cần phải có giấy thông hành hợp lệ hoặc có giấy có hiệu lực đến khi kết thúc thời gian lưu trú. Thông thường, thời hạn được yêu cầu là 3 tháng, nhưng ở một số những điểm đến thì thời gian có thể yêu cầu đến nửa năm. Trong nửa đầu năm nay, Séc đã ghi nhận hơn 1.700 vụ tai nạn liên quan đến người đi xe máy. Riêng trong tháng 6, số vụ tai nạn và số người thiệt mạng đã tăng vọt. Vào mùa hè, số vụ tai nạn gia tăng hơn, chủ yếu là do giao thông đông đúc và người đi xe máy nhiều hơn. Trong nửa đầu năm nay, tại Séc có 210 người đã thiệt mạng khi tham gia giao thông, trong đó có 38 người đi xe máy và 8 người thiệt mạng trong kỳ nghỉ hè. Trong khoảng thời gian này, vùng Cheddo-Chesko báo cáo nhiều vụ tai nạn chết người và bị thương nhất, sau đó là vùng Plzeňsko và Moravsko-Slezsko. Giao thông ùn tắc do du lịch mùa hè cũng góp phần gây ra nhiều vụ tai nạn. Đồng thời, các tài xế cũng không tập trung chú ý khi lái xe. Tai nạn giao thông cũng gia tăng ở những thành phố nơi người dân có thể dễ dàng thuê xe máy hạng nhẹ. Người đi xe máy thường ăn mặc không phù hợp khi lái xe. Theo chuyên gia, đội mũ bảo hiểm và đeo găng tay là không đủ để vận hành với tốc độ của xe máy. Quần và áo khoác phải đủ dài để bảo vệ khỏi đá hay động vật bay vào người.
Hầu hết các vụ tai nạn trong nửa đầu năm nay đều do chính người điều khiển xe máy gây ra với khoảng 1.000 trường hợp. Yếu tố nguy cơ lớn nhất gây ra tai nạn giao thông là tốc độ, ngoài ra còn có vượt trái phép hay không nhường đường. Năm nay khoảng 800 tài xế bị thu hồi giấy phép lái xe, trong đó có một số người lái xe máy, ngoài việc do tỷ lệ tai nạn cao hơn, còn do cảnh sát tăng cường giám sát trong kỳ nghỉ hè. Một căn bệnh mới nguy hiểm đang lây lan ở Cộng hòa Séc. Trong 6 tháng vừa qua, Viện Y tế Nhà nước Séc đã ghi nhận tổng cộng 115 trường hợp mới mắc bệnh viêm gan A. Đây là mức tăng lớn nhất trong 5 năm qua. Tình hình ở Slovakia thậm chí còn tồi tệ hơn so với tại Séc. Bệnh viêm gan A đang lan rộng ở các nước Trung Âu và Cộng hòa Séc cũng không ngoại lệ. Theo dữ liệu của Viện Y tế Nhà nước, từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay có 115 người mắc bệnh viêm gan A. Đây là mức tăng cao nhất về số người nhiễm bệnh trong 5 năm qua. Do đó, các chuyên gia vệ sinh dịch tễ khuyến nghị người dân nên tự bảo vệ mình khỏi căn bệnh nguy hiểm này bằng cách tuân thủ các thói quen vệ sinh dịch tễ, đặc biệt là rửa tay thường xuyên. Người dân cũng nên tiêm phòng, đặc biệt là đối với những người sắp đi nghỉ ở nước ngoài. Bệnh viêm gan A là một bệnh truyền nhiễm do virus chủ yếu tấn công vào gan. Nó được biểu hiện qua da như vàng da, vàng mắt, kèm theo sốt và đau bụng. Các triệu chứng có thể kéo dài trong vài tuần và trong trường hợp nặng có thể xảy ra tổn thương gan và cần phải cấy ghép. Ở phía đông Slovakia hiện cũng đang phải đối mặt với sự lây lan của bệnh viêm gan. Số lượng bệnh nhân mắc bệnh gan đã tăng đáng kể từ mùa thu năm ngoái. Bệnh viện Prešov có 55 bệnh nhân thuộc khoa truyền nhiễm và không còn chỗ trống. Tamda Group tuyển dụng nhân sự nhiều vị trí cho các chi nhánh thuộc tập đoàn. Hợp đồng lao động dài hạn, công ty bảo đảm hợp đồng y tế và xã hội, bữa trưa miễn phí, lương thưởng theo tháng, năm và thâm niên làm việc, cống hiến. Đối với các công việc chuyên môn sẽ được công ty đào tạo bài bản, môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số 774-808-220 hoặc gửi đơn xin việc qua email info@tamda.eu. Tòa án Công lý Quốc tế vừa ra phán quyết rằng các khu định cư của Israel ở những lãnh thổ chiếm đóng của người Palestine là phi pháp và sẽ phải rút khỏi đó càng sớm càng tốt. Đây là phán quyết mạnh mẽ nhất của tòa về xung đột giữa Israel và Palestine từ trước đến nay. Tòa tuyên bố Israel có nghĩa vụ trả tiền bồi thường thiệt hại và sơ tán toàn bộ người khỏi tất cả khu định cư hiện nay. Tòa cũng yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và mọi quốc gia không công nhận Israel đang chiếm đóng một cách hợp pháp và không cung cấp viện trợ hoặc hỗ trợ để giúp Israel duy trì hiện diện ở các vùng lãnh thổ chiếm đóng. Phán quyết của tòa không mang tính ràng buộc nhưng có trọng lượng nhất định có thể làm suy yếu sự ủng hộ dành cho Israel. Bộ Ngoại giao Israel đã bác bỏ quan điểm của tòa và cho rằng đây là phán quyết phiến diện, đồng thời lặp lại lập trường rằng chỉ có thể đạt được một giải pháp chính trị trong khu vực bằng đàm phán. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Moscow không loại trừ khả năng triển khai tên lửa hạt nhân để đáp trả việc Mỹ triển khai tên lửa tầm xa tại Đức. Theo hãng thông tấn TASS, khi được hỏi liệu Nga có khả năng triển khai tên lửa hạt nhân để đáp trả việc Mỹ triển khai tên lửa tại Đức hay không, ông Ryabkov cho biết Nga không loại trừ phương án nào. Ông nhấn mạnh nếu các quan chức thuộc chính phủ Liên bang Đức tin rằng việc tiến hành các hoạt động gây hấn này là hợp lý, Nga sẽ đáp trả bằng các biện pháp trả đũa mà nước này cho là phù hợp. Trước đó, trong một tuyên bố chung ngày 10 tháng 7, Washington và Berlin cho biết Mỹ sẽ bắt đầu triển khai từng đợt hỏa lực tầm xa của lực lượng đặc nhiệm đa lĩnh vực ở Đức vào năm 2026. Tân Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cam kết tăng cường hợp tác trong việc kiểm soát di cư trái phép và thúc đẩy hợp tác quốc phòng. Đây là nội dung của cuộc hội đàm song phương giữa tân Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bên lề hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu diễn ra tại Anh. Hai bên ra tuyên bố chung nêu rõ trong tương lai, Pháp và Anh sẽ hướng đến hợp tác mọi mặt về vấn đề người di cư vượt eo biển Manche từ Pháp sang Anh. Hai nhà lãnh đạo đã gửi lời chia buồn tới gia đình của những người di cư thiệt mạng tại eo biển này trong thời gian gần đây. Thủ tướng Starmer và Tổng thống Macron cam kết tăng cường hợp tác trong việc kiểm soát tình trạng di cư trái phép và chống lại các băng đảng tội phạm đứng sau các vụ vượt biển bằng thuyền. Tuy nhiên, theo Tổng thống Macron, việc kiểm soát nạn di cư trái phép ở eo biển Manche không thể chỉ giải quyết bằng hợp tác song phương. Vấn đề này đòi hỏi sự phối hợp của các nước châu Âu vốn là điểm đến đầu tiên của người di cư, cũng như các nước khác để ngăn chặn hiệu quả các vụ buôn người.
Thủ tướng Starmer cũng cho rằng không có giải pháp dễ dàng nào để ngăn những chiếc thuyền nhỏ mạo hiểm vượt biên với mong muốn tìm đến miền đất hứa. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng và duy trì hỗ trợ cho Ukraine. Theo Tổng thống Pháp, đây là thời khắc rất quan trọng để củng cố quan hệ Pháp-Anh và Anh-Liên minh châu Âu-EU. Ông Macron kêu gọi Anh tôn trọng các thỏa thuận đã được nhất trí và ký kết với EU sau khi nước này rời khối. Hai nhà lãnh đạo cũng cho biết sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh song phương vào năm 2025. Người dân Singapore từ 60 tuổi trở lên hiện có thể tiêm vaccine phòng virus hợp bào hô hấp gây nhiễm trùng đường hô hấp. SRV là loại virus truyền nhiễm gây nhiễm trùng đường hô hấp và có thể dẫn đến các biến chứng ở người lớn tuổi. Vaccine có tên RSV do công ty dược phẩm GSK của Anh phát triển, bảo vệ chống lại virus hợp bào hô hấp RSV. Loại vaccine này đã được cơ quan khoa học y tế SSA phê duyệt vào ngày 10 tháng 5 và có tác dụng bảo vệ chống lại đường hô hấp dưới do virus truyền nhiễm gây ra rủi ro lớn cho người lớn tuổi. SSA cho biết vaccine RSV của GSK là vaccine đầu tiên ngừa virus SRV ở Singapore và đơn đăng ký sử dụng loại vaccine này cho những người từ 50 đến 59 tuổi vẫn đang được xem xét. Theo các chuyên gia, việc tiêm chủng vaccine phòng ngừa RSV đặc biệt quan trọng đối với người cao tuổi, đặc biệt là những người mắc bệnh về đường hô hấp, bởi loại vaccine này có khả năng ngăn ngừa viêm phổi, một biến chứng nguy hiểm của RSV. RSV ảnh hưởng đến phổi và đường hô hấp, tương tự như các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác như cúm và cảm lạnh thông thường. Các triệu chứng bao gồm ho, sốt, sổ mũi và đau nhức cơ thể. Trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến viêm phổi và viêm tiểu phế quản, tình trạng viêm đường hô hấp nhỏ sâu bên trong phổi, thậm chí tử vong. 12,9 triệu khách hàng của nhà cung cấp thuốc kê đơn điện tử MediSecure ở Australia đã bị đánh cắp dữ liệu cá nhân. Đây là một trong những vụ xâm phạm dữ liệu lớn nhất trong lịch sử của Australia, với số nạn nhân chiếm tới gần 50% dân số của nước này. Ngày 18 tháng 7, nhà cung cấp thuốc kê đơn điện tử MediSecure thông báo 12,9 triệu khách hàng đã bị đánh cắp dữ liệu cá nhân, trong đó một lượng dữ liệu không xác định đã bị tải lên web đen. MediSecure cho biết lần đầu tiên biết đến vụ xâm phạm dữ liệu này hôm 13 tháng 4 khi phát hiện mã độc ransomware trên một máy chủ chứa dữ liệu nhạy cảm về sức khỏe và cá nhân, sau đó công khai xác nhận vụ tấn công vào tháng 5. MediSecure cho biết những người Australia sử dụng dịch vụ giao thuốc theo đơn của công ty từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 11 năm 2023 đã bị bên thứ ba đánh cắp dữ liệu. Trong số 6,5 terabyte dữ liệu bị đánh cắp có tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, số thẻ bảo hiểm y tế Medicare, thông tin đơn thuốc và lý do sử dụng thuốc. Một mẫu thông tin cá nhân đã bị lộ trên web đen, nhưng công ty không thể xác định được những cá nhân cụ thể bị ảnh hưởng do tính phức tạp của dữ liệu và chi phí để thực hiện việc đó. Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết cảnh sát liên bang Australia vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc. MediSecure là một trong hai nhà dịch vụ cấp thuốc kê đơn điện tử tiến cuối năm 2023. Chính phủ Australia đã cấp phép cho MediSecure độc quyền vận hành dịch vụ trao đổi đơn thuốc điện tử RX Script Exchange. Chính phủ Australia xác nhận dịch vụ giao thuốc theo đơn quốc gia ERX không bị ảnh hưởng do vụ tấn công mạng trên. Người tiêu dùng có thể tiếp tục tiếp cận thuốc một cách an toàn và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe vẫn có thể kê đơn phân phối thuốc như bình thường. Vượt qua mọi chướng ngại vật cùng Oxy, nhận cơ hội trúng ngay 10 voucher Decathlon trị giá 5.000 korun khi mua sản phẩm Oxy với giá trị tối thiểu 300 korun. Khách hàng giữ hóa đơn và đăng ký tham gia bốc thăm trúng thưởng tại website tamdafoods.eu/Oxy. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 31 tháng 7 năm 2024 tại chuỗi siêu thị Tamda Foods và dịch vụ Tamda Express. Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy. Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp thứ 12 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng vào tháng 7 năm 2017 mang đến hình ảnh rõ ràng nhất cho sự quyết tâm diệt giặc nội xâm của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của một vị lãnh đạo cao cả của Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã dành cả cuộc đời cho đến giây phút cuối cùng vì nước, vì dân. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944, dân tộc Kinh. Ông sinh ra và lớn lên tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, một làng quê thanh bình với những người nông dân hiền hậu và phong trào hiếu học truyền thống.
được kết nạp Đảng ngày 19 tháng 12 năm 1967. Với gần 57 năm tuổi Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân trong mọi hoàn cảnh, luôn tỏ rõ bản lĩnh trí tuệ của người Cộng sản kiên cường, kiên định, chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giữ vững, nêu cao và lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tính tiền phong, gương mẫu, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện. Ông Nguyễn Phú Trọng là con út trong một gia đình thuần nông đông anh em. Ông được bạn học nhớ đến với dáng người nhỏ bé, đôi mắt sáng lạ thường, đặc biệt ngoan hiền và rất chăm chỉ học tập. Ông học giỏi môn văn và đã được các thầy cô khen là điềm đạm, hiền lành, được bạn bè quý mến. Năm 1963, ông Nguyễn Phú Trọng đậu khoa ngữ văn khóa 8, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Cùng thời ấy, khoa ngữ văn có tới 130 sinh viên với nhiều thành phần độ tuổi khác nhau, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng đã được tin tưởng giữ trọng trách bí thư chi đoàn lớp. Năm thứ tư đại học, khi đi học thực tế để làm luận văn tốt nghiệp, ông Nguyễn Phú Trọng tham gia đội thanh niên xung phong ở Lạng Sơn. Ngoài những giờ học hàng ngày, ông còn đi làm đường, quốc đất, buổi tối sinh hoạt tập thể, đàn hát vui vẻ nên anh chị em thanh niên xung phong ai cũng mến. Cuối khóa học, ông đạt tốt nghiệp thủ khoa với luận văn được xếp loại xuất sắc. Sau này khi đảm nhận những chức vụ lãnh đạo quan trọng của đất nước, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn giữ vẹn nguyên đức tính giản dị và khiêm nhường. Với cương vị đảm nhiệm 3 chức vụ cao nhất của Đảng, Nhà nước và Quốc hội, nhưng ông vẫn sử dụng một chiếc xe công vụ trong hơn 20 năm. Sự giản dị trong căn phòng làm việc khiến mọi người đều bất ngờ, chỉ được biết đến trong một lần Tổng Bí thư cho triệu tập một cuộc họp quan trọng. Nhiều người cũng phải bất ngờ khi thấy phòng làm việc của ông thực sự đơn sơ, giản dị đến mức không thể giản dị hơn. Trên tường có treo ảnh Bác Hồ và trong phòng làm việc chỉ có sách và sách. Bận trăm công nghìn việc, nhưng khi Tết đến xuân về, Tổng Bí thư vẫn dành thời gian viết thư tay, chúc sức khỏe các thầy cô giáo của mình thời thanh thiếu niên. Trong suốt quá trình công tác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn được nhắc đến là nhà lãnh đạo liêm khiết, trong sạch, không hề trục lợi từ chức danh của mình mà dồn hết tâm huyết và trách nhiệm với dân, với nước, với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ vai trò cao nhất của Đảng vào năm 2011, đất nước Việt Nam đã có nhiều chuyển biến cả về kinh tế, xã hội trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động. Trong đó, người đứng đầu Đảng đã dành nhiều tâm sức cho công cuộc phòng chống tham nhũng. Bước ngoặt trong cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam chính là việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư làm trưởng ban vào ngày 1 tháng 2 năm 2013. Đến năm 2021, Ban Chỉ đạo đổi tên thành Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Theo Tổng Bí thư, không chỉ đấu tranh phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế, mà quan trọng hơn phải phòng chống tiêu cực cả trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống thì mới dẫn đến tham nhũng. Đây mới là cái gốc, cái cơ bản cần phải chống. Cái lợi ích kinh tế, nó thường gắn liền với quyền lợi chính trị, chức quyền và sự hư hỏng về đạo đức, lối sống. Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc chỉ đạo phối hợp kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng trên phạm vi cả nước, chỉ đạo phối hợp với các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp hoặc dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi cũng phải cháy. Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp thứ 12 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng vào tháng 7 2017 đã mang đến hình ảnh rõ ràng nhất cho sự quyết tâm diệt giặc nội xâm của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục diễn ra kiên quyết không ngừng nghỉ, trong đó quyết liệt đấu tranh mở rộng điều tra các vụ án tham nhũng tiêu cực lớn, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp gây bức xúc trong nhân dân để đưa ra xét xử như vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, Công ty Việt Á, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Sài Gòn Coop. Từ sự chỉ đạo quyết liệt, nói đi đôi với làm của ông Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, giúp cho công tác phòng chống tham nhũng đã thật sự trở thành phong trào quần chúng,
thành xu thế không thể cưỡng lại, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, hưởng ứng đánh giá cao. Không chỉ kiên trì, quyết liệt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn khẳng định quan điểm nhất quán của Trung ương trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực là phải làm một cách nhân văn, bài bản và thuyết phục. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lãnh đạo toàn đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam vượt qua khó khăn thách thức, giành được nhiều thành tựu rất quan trọng trên các lĩnh vực. Với những dấu ấn nổi bật, làm cho cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ngày càng cao, càng bền vững. Trong đó, cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được coi là cơ sở quan trọng cho tổng kết đường lối đổi mới của Đảng nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh đến giữa thế kỷ 21. Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa như nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Người đứng đầu Đảng thường xuyên chỉ đạo nhắc nhở toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xác định đó là nguyên tắc cơ bản, nền tảng vững chắc của Đảng, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ dân tộc Việt Nam, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động. Đối với các cán bộ, đảng viên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc phải giữ gìn Đảng thật trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân và căn dặn mỗi cán bộ đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương, người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn, phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng nhân dân noi theo. Quan điểm sống của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó là danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất, bởi tiền bạc lắm, chết đi, có mang được theo đâu. Khi được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng vào dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại những câu nói trong tác phẩm nổi tiếng Thép đã tôi thế đấy của nhà văn Liên Xô Nikolai Alexeyevich Ostrovsky. Cái quý giá nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống, vì đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, để khỏi hổ thẹn vì những việc làm ti tiện, đốn hèn, bị mọi người khinh bỉ, để đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể tự hào rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Thép đã tôi trong lửa đỏ và nước lạnh, lúc đó thép trở nên không hề biết sợ. Và lời thơ của nhà văn Tô Hữu, còn một giây, một phút tàn hơi là vẫn còn chiến đấu quyết không thôi. Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, như Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng từ khóa 7 đến khóa 13, Ủy viên Bộ Chính trị từ khóa 8 đến khóa 13, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Tổng bí thư từ khóa 11 đến khóa 13, ông Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với nhiều công lao to lớn đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, ngày 18 tháng 7 năm 2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Bộ Chính trị trao huân chương sao vàng, huân chương cao quý nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng ta sẽ nhớ mãi về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như một nhà lãnh đạo cấp cao có tầm tư duy chiến lược, luôn chăn trở lo toan cho dân, cho nước, nhưng cũng giản dị, gần gũi và giàu lòng nhân ái. Ông xứng đáng là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị tổng chỉ huy trong cuộc chiến chống giặc nội xâm, nhà lãnh đạo của nhân dân, được mọi tầng lớp nhân dân trân quý. Những di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ còn mãi với thời gian, còn mãi trong trái tim đồng bào, tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo kế tục coi là kim chỉ nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, giàu đẹp. Việt Nam Airlines là hãng hàng không đúng giờ nhất của Việt Nam. Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm nay, hãng đạt chỉ số chuyến bay cất cánh đúng giờ là 84,1%, đứng đầu các hãng hàng không tại Việt Nam và cao hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình của ngành là 75,7%.
Đây là thành quả rất đáng chú ý khi giai đoạn 6 tháng đầu năm, Vietnam Airlines phải đối mặt với các khó khăn áp lực khai thác lớn như số chuyến bay tăng mạnh dịp cao điểm Tết và hè 2024, thời tiết sương mù bất thường ngay trong cao điểm Tết, các vấn đề về hạ tầng, mùa mưa giông và thiếu máy bay do nhà sản xuất triệu hồi động cơ trên toàn cầu. Kết quả trên đạt được nhờ nỗ lực điều hành khai thác chủ động linh hoạt của Vietnam Airlines. Hãng đã tối ưu hóa lịch bay và thời gian quay đầu, công tác bảo dưỡng, cung ứng vật tư vật phẩm và nguồn lực phi công tiếp viên. Việc duy trì chỉ số đúng giờ ở mức cao trong nhiều năm liên tục là một minh chứng cho hành trình vạn dặm nâng niu của Vietnam Airlines. Trước đó, Vietnam Airlines được xếp hạng là một trong năm hãng bay đúng giờ nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo Cirium, công ty phân tích dữ liệu hàng không và đối tác chiến lược Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế AITA cùng các hãng hàng không Japan Airlines, All Nippon Airways, Beach Aviation đều là các hãng Nhật Bản và AirAsia Malaysia, Vietnam Airlines cũng luôn ghi nhận chỉ số đúng giờ ở mức cao gần 90% từ nhiều năm qua. Kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm nay đạt 5,178 tỷ đô la Mỹ, bằng 55% so với cả năm 2023 và tăng 20% so với cùng kỳ. Thông tin này được ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Theo đó, tính riêng quý 2, kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh đạt 2,309 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 20% so với quý trước nhưng vẫn tăng 4% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, kiều hối chuyển về từ khu vực châu Á vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm hơn 56% và tăng 49% so với cùng kỳ. Nguồn nhân lực và thị trường lao động tiếp tục là các yếu tố tác động tích cực đến lượng kiều hối chuyển về từ khu vực này trong 6 tháng đầu năm nay. Bên cạnh đó, việc sử dụng hiệu quả nguồn lực kiều hối, vốn định hướng và tập trung nguồn lực kiều hối để phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ thông qua các công cụ tài chính để mang lại hiệu quả hơn sẽ là giải pháp có ý nghĩa chiến lược, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế thành phố, phát triển giáo dục, y tế chất lượng cao, ứng dụng công nghệ hiện đại. Đồng thời điều này cũng phù hợp với nhu cầu người lao động ở nước ngoài quan tâm để cải thiện đời sống và phát triển sản xuất kinh doanh, trong đó mô hình tài chính vi mô đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân nhờ nguồn kiều hối chuyển về đã và đang phát huy hiệu quả. Vâng, vậy là những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.